Em mới lên 5 trận thua 2 game lục bỏ 2, lục bỏ 2 là ngon rồi. Ngăn lục bỏ xấu quá hả? Màu xanh lá cây đúng không ta? Giờ mình đánh mà kỹ năng đi lên thua người ta thì mình làm gì hết? Mình tìm hiểu về chức tướng. Nếu mà kỹ năng mình thua người ta thì mình tìm hiểu chức tướng nhiều hơn. Đi lên ngoài kỹ năng ra chức tướng nó quan trọng. Kiểu mình biết đánh chức tướng, mình biết set way là mình lợi thế nhiều rồi. Rồi, té Taki. Taki này đá chén cơm. Đá chén cơm của AD. Đá chén cơm của SD. Em xin 2K16 em đạt. Em lạc 2K16 tua nó này. Em tự giác. Su Hào. Gắt dậy. Gắt dậy. Huấn luyện viên 11, 12 giờ khuya còn chơi game. Team nào mà làm lại. Nói thiệt. Làm gương cho tụi nhỏ chứ. Làm gương cho tụi nhỏ. 12 giờ khuya viên chơi game. Game thủ. Tụi nhỏ vào vòng xem TikTok. Su Hào, Su Hào với Siêu Kiệt đó nè. Này Taki, Taki với Siêu Kiệt luôn. Hai ném sang nhau. Hôm nay tôi là test định lối lên đồ mới cho anh em. Lại mạnh điên. Tính cặp với Slayer thì suy nghĩ lại lương nhiêu. Dạ. Loại đờ đâu có chứ tìm mà. Mấy cái này đó với mấy ông khó lắm đúng không? Mày đó với tôi khi tôi up stream tôi làm hoài. Tôi stream lên tôi đánh vui vui. Mấy đứa kia vô chửi tôi. Thì lúc tôi cũng buồn chứ. Nhưng mà cho tụi nó chửi đi. Thầy không cho nó chửi thì cũng đâu làm gì được khác đâu. Kỳ có gờ không em? Kỳ không có gờ hả? Kỳ không có gờ. Chỉ anh em mấy cái chích đó. Mấy cái chích này thường tôi chuyên tôi không có làm đâu. Tại mấy cái này kiểu của riêng tôi á. Tôi cũng còn nhiều cái lắm nhưng mà để chừng nào tôi giải nghệ tôi làm cho. Giờ đang đánh mà công làm nhiều người học. Gà mót hả trời. Nó là gà mót ác. Cái đậu xanh là gà mót ác. Lòng thế đỡ chịu. Lòng thế khó cho đồ. Lòng như buông mông. Trời tôi phá 4 tách trụ xong xuống ăn trụ đầu ngọt, ngọt liệm luôn á chứ. Chạy game mít xong mất trụ luôn. Giờ chạy lên top với lại đầu nữa. Chạy game mít không có lính không có trụ luôn. AD không, không còn chỗ về. Bây giờ không ổn rồi. Như nó chửi rồi. Màu xanh á. Ấu. Khệt chè, muốn lấy cái trụ này quá. 14 phút kìa. Giờ lên Z nó giết mình quá thôi. Chơi lớn luôn. Chơi răng mà sợ gì. Ok. Lên đồ y gian đơ nha, mạnh đi. Nhưng mà lên đồ nhớ copy cách đánh luôn. Để copy cách đánh này thì nó mạnh hơn nữa.
Dạ. Lắm. Giết sĩ đơ trả giá chưa? Giết sĩ đơ này trả cái chết thật tắt chưa? Giết sĩ đơ là phải trả giá. You long time ago. Đang ung dung trên trời, đập mây xanh hôm nay xuống trời. Ây da. Ây da. Ừ. Em ta kia đang được bắn. Em ta kia vẫn đang được bắn. Cái 6 là mid sub của TS thông quanh đúng không em ơi? Ừ, chuẩn bị ra sân đó. Chuẩn bị ra sân đó. Ngày mình bên nhau, dây tơ hồng lại nói anh thôi. Anh thiếu em đi làm việc tiền thứ vậy. Lên đời trang đơ nha, đánh dư đơ nữa. Leo găng cấp tóc. Nè em nhấn like, subscribe kênh cho đơ nha. Tôi cảm ơn anh em rất nhiều.